À, 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 à. Xin kính chào các bạn vị và chào mừng các bạn quay trở lại với vật vào studio. Wow, lắm mình vẫn lấy với trà kiểu như này. Thế thì hôm nay như tôi để video đó là mình biết là đến sát dịp Tết rồi anh em đang muốn mua cho mình những chiếc điện thoại mà hàng chính hãng máy mới mà mức giá hợp lý hiện tại ở dưới 5 triệu đồng đang có rất nhiều sự lựa chọn tốt cho mọi người và nếu mà các bạn cũng biết rằng là khi mà ra Tết chúng ta sẽ diễn ra sự kiện Android và hàng loạt các flagship những chiếc điện thoại mới sẽ ra đời thế nên cuối năm thì chúng ta chỉ cần những chiếc điện thoại đáp ứng đủ nhu cầu mà giá thực sự tốt không nói nhiều nữa mình sẽ cho các bạn danh sách những chiếc điện thoại chính hãng mới mà mình nghĩ là cực kỳ tốt dưới 5 triệu đồng Điều đầu tiên thì không thể bỏ qua được một chiếc điện thoại đang cực kỳ hot Đó là chiếc V Smartline Hiện tại ở 7S đang bán chiếc điện thoại này Mà mức giá chỉ là 3.490.000 đồng Một con số khá là ấn tượng chưa kể là trong thời gian này các bạn mua điện thoại Vsmart còn có cơ hội trúng được một TV Vsmart 43 inch trị giá 8 triệu đồng và còn có quà tặng sạc dự phòng 10.000 10 mAh và mình sẽ để link mô tả bên dưới tại vì ở 7S đang diễn ra chương trình ngày Tết với rất nhiều điện thoại, laptop rồi cũng như là các cái quà tặng khi bạn mua hàng tại đây. Ok. Vsmart Lite tại sao được mọi người ưa chuộng nhỉ? Bởi vì thứ nhất, cấu hình của nó cực kỳ ấn tượng, thậm chí đối thủ hơn giá tiền mà nó đang sử dụng đó là Snapdragon 675 6GB RAM. và với một cấu hình như này thì anh em có thể xem trên group và vào studio rất nhiều người nhận xét về khả năng chơi game các thứ khác của máy bên cạnh đấy còn giữ cho mình đó là một cái công nghệ màn hình amoled không phải là một cái loại rẻ tiền một chút nào rồi chúng ta sẽ còn có cảm biến vân tay trong màn hình pin 4000 mah camera sau lên tới 48 mp ba triệu hơn mà có một chiếc máy như này thì thực sự quá được khó đòi hỏi ok nếu bạn không thích Vsmart thì các bạn sẽ thích điện thoại nào khác nữa Một trong những sự lựa chọn của mình đến nữa đó là Realme 5 Đây là một sản phẩm mà cũng gây nên một cái cơn sốt trong tầm giá khi sử dụng là Samsung 665 Ok, ngon lành, chúng ta sẽ có 4GB RAM Camera chính là 12 mê phụ 8 mê và sợi có 128 GB bộ nhớ, pin lên tới 5.000 mAh. Đây là một chiếc điện thoại tuyệt vời cho những ai muốn một cái thời lượng pin khỏe như dịp Tết đi chụp hình và chúng ta tất nhiên sẽ còn có đủ khả năng chơi game. Chỉ đáng tiếc nhất đối với Redmi 5 đó là chiếc máy này lại chỉ có màn hình độ phân giải HD+. Và xin nhắc lại nữa là anh em nếu muốn mua thì cầm ngay link tại Semenet nhé để nhận được các phần quà nhân dịp Tết này. Xe phone đang có rất nhiều quà tặng cho mọi người. Mình biết rằng là nhiều người thì không thích Realme bởi vì giao diện ColorOS bảo là màu mè nó nặng nề Và tất nhiên nếu bạn là fan của Xiaomi thì không thể bỏ qua được đó là Redmi Note 8 Theo phân khúc này thì Redmi Note 8 cũng giữ được sự quan tâm của mọi người bởi vì thiết kế đẹp, bắt mắt Và về cấu hình thì máy sử dụng đó là Snapdragon 665 tương tự đối thủ cạnh tranh Pin thì yếu hơn là 4000 mAh, bộ nhớ trong chỉ là 64GB Nhưng nó sẽ có màn hình là Full HD Plus có kích thước là 6.3 inch Sản phẩm này tất nhiên có camera được đánh giá cao khi chính lên tới 48 megapixel như vậy nó cao hơn so với lại cái chiếc Realme và tương đồng với lại cái sản phẩm đó chính là Vsmart Line và nếu mà các bạn mà muốn mua thì mình sẽ để link bên dưới tại Seven nhé để xem Xiaomi nhân dịp này thì sẽ có những quà tặng và đem đến những cái gì cho chính các bạn là người mua một sự lựa chọn mà lâu lắm nó không thể ai nhắc tới nhưng đó chính là Nokia 7.2 đây là một chiếc điện thoại mà sau khi mà các bạn mua mà trừ cả phiếu mua hàng tại Cellnet đã có cả voucher trừ tiền tiếp cho chúng ta thì mức giá của nó chỉ còn dưới 5 triệu đồng. Đây là một sản phẩm dành cho những ai mong muốn một chiếc điện thoại thứ nhất là sử dụng mượt mà khi chạy Android One uh, hỗ trợ update một cách lâu dài. Camera của nó cũng tốt, độ phân giải 48 MP và cũng có ống kính góc rộng là 8 MP, đặc biệt là sử dụng ống kính dài. Nên trong phân khúc này thì Nokia khá nổi trội về chất lượng chụp hình của mình. Uh, sử dụng đó là con chip chỉ 5660 nên yếu hơn so với đối thủ cạnh tranh. Pin cũng chỉ là 3500 mAh và không tích hợp sạc nhanh. Nhưng màn hình của nó là 6.3 inch HD Plus dụng công nghệ là Pure Display và nó đem lại cho ta một chất lượng hiển thị thực sự tốt và ấn tượng đặc biệt là màu sắc khi mà xem phim và giải trí của nó có HDR lên thì rất là đẹp về các sản phẩm điện thoại Samsung thì mình không đánh giá quá cao ở phân khúc này, bởi vậy nên nếu các bạn kể cả là fan thì thực sự chỉ có một vài cái thôi như là chiếc Samsung Galaxy A50, đây là một cái chiếc điện thoại có cảm miếng vân tay dưới màn hình mà trong phân khúc tầm trung đầu tiên của Samsung, camera của máy chụp cũng khá là ok, đặc biệt là cái màn hình này của Samsung thì Super AMOLED đem lại cái màu sắc tươi rực rỡ khi mà chúng ta xem phim trải nghiệm. Tuy nhiên thì đáng tiếc là chiếc điện thoại này thì lại có một điểm yếu đó chính là con chip của nó là yếu nhất ở trong những đối thủ cạnh tranh đó là Exynos. 9, 6, 1, con này thì lại không tốt về chơi game sử dụng bình thường cũng khá là giật lát và sản phẩm chúng ta sẽ có pin là bốn nghìn giờ và cuối cùng đó là chiếc V-Smart Active 3 Chiếc điện thoại này thì đến ngày 13 tháng 1 sẽ được bán ra Và 7 cũng sẽ có một chương trình ưu đãi quà tặng cho các bạn Đặc biệt lúc này chỉ còn khoảng 4 triệu đồng mà thôi Thế nghĩa là 0,4,5 triệu Đây là một chiếc máy thì có cấu hình chỉ là P60 Nên mà sẽ không mạnh và có chip để chơi game Nhưng ngược lại nó là một chiếc máy tràn viền Và cũng như là có camera thò thụt Có mức giá rẻ nhất mà các bạn có thể mua được ở trên thị trường Nên các bạn quan tâm về màn hình giải trí xem phim Thì các bạn thể mua chiếc điện thoại này nhé Và khi có trên tay mình sẽ chia sẻ nhanh với mọi người như vậy qua video này thì mình đã giải đáp đó là những chiếc điện thoại nào dưới 5 triệu đồng mà chúng ta mua nhân dịp Tết này thì thực ra mình đang lựa chọn những cái ưu tiên của mình nhá. Và chắc chắn ban đầu phải là chính hãng hàng mới để các bạn thì mua một cách ngon lành. Chứ thực ra mà cuối năm đi mua hàng cũ thì chắc là chỉ mua iPhone cũ thôi. Chứ điện thoại Android cũ thì mình nghĩ là các bạn sẽ ưu tiên những chiếc flagship hơn. Thì cái đó mình sẽ dành một video riêng, đó là cuối năm mua điện thoại flagship gì cũ mà chơi. Còn anh em, ở dưới 5 triệu đồng các bạn chọn chiếc máy nào, hãy comment cho mọi người để các bạn có thể mua được nhá. Và tất nhiên mình ưu tiên chính hãng và mới để cho các bạn dễ mua. Còn hàng cũ thì nhiều lắm, sách tay để càng nhiều hơn. Và đừng quên để lại một cái comment của những bình chọn các màn hình. Hẹn anh em trong các video lần sau.